Hello, xin chào mọi người. Mình là Thương từ blog Yogi Travel và chào mừng mọi người tới với kênh YouTube của Yogi Travel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập một bài tập Vinyasa Yoga. Như bạn đã biết thì các bài tập Vinyasa thường là di chuyển nhanh hơn, linh hoạt hơn, nó sẽ chạy như là một cái flow liên tiếp vậy. Cho nên nếu là bạn là người mới, hãy tập các bài Hatha Yoga trước đây của mình, những bài đó mình đã hướng dẫn kỹ cách tập chi tiết từng động tác một, cách hít thở, cách vươn rướn, cách chỉnh các lỗi sai. Cho nên đừng tập bài này vội, hãy tập những bài Hatha trước khi mà bạn tập bài này nha. Nếu mà bạn đã tập qua một thời gian đã biết rồi thì hãy trải thảm ra, mình sẽ bắt đầu bài tập của ngày hôm nay, bài tập Vinyasa Yoga. Hãy ngồi lên giữa thảm của mình, thả lỏng vai ra. Bạn ngồi bất cứ tư thế nào bạn cảm thấy thoải mái nhất. Mình không bắt buộc phải là ngồi lên hoa sen, tại vì một số bạn thường hỏi mình là có cần thiết phải bắt hoàn toàn lên tư thế hoa sen được hay không. Không cần thiết, không nhất thiết. Khi nào mà bạn cần ngồi thiền lâu, bạn cần cái bệ trụ của mình chắc thì bạn mới nên ngồi lên thế này, hoặc là bạn ngồi thế này mà bạn cảm thấy thoải mái thì không sao hết. Còn nếu mà bạn đang trong cái quá trình tập, cái cổ chân và cái đầu gối của bạn chưa dẻo thì hãy ngồi tư thế nào bạn thấy thoải mái là được rồi, không nhất thiết phải là vào đúng cái hoa sen, hay là không nhất thiết phải gác được một chân lên. Nếu mỏi lưng quá thì ngồi lên cục gạch cũng được, không sao hết nha. Nào, bắt đầu đặt tay lên gối và nhắm mắt lại. Hãy hít thở bằng mũi của mình, hít vào thật dài, rồi mình thở ra thật dài. Mỗi cái hơi thở, bạn hãy để ý vào cái cơ thể của mình nhiều hơn. Mỗi nhịp hít vào, bạn kiểm soát coi là lưng của mình có đang thẳng hay không. Và mỗi nhịp thở ra, hãy cảm giác là vai của mình có bị còng về phía trước hay là đang mở rộng ra. Mình chỉ cần tập như vậy cho cái bài tập thở của hôm nay thôi. Từng nhịp lên và xuống nhẹ nhàng. Một vài nhịp nữa thôi. Và hãy cùng nhau hít một hơi dài. Sau đó thở dài ra. Và chắp hai tay về trước lồng ngực của bạn. Mình sẽ quạt tay lên xuống một vài nhịp để cảm giác được cái sự di chuyển của cơ thể mình. Bạn giữ mắt nhắm, bạn dang ngang hai tay, sau đó vươn lên trời hít vào. Kéo dài cột sống, chĩa các ngón tay lên, chắp hai tay ở trên trời và hạ từ từ về trước lồng ngực, mình thở ra. Lặp lại, hít vào, đi theo hơi thở của mình, rướn lên. Thở ra. Hít vào. Thở dài ra. Một nhịp cuối cùng. Hít vào sâu. Rồi thở ra. Và bạn mở mắt ra luôn. Sau đó bạn đan các ngón tay của mình lại, bạn ngửa về phía trước, bạn căng về phía trước, sau đó bạn đánh về bên trái. Cảm giác cái độ bạn
đàn huy trước rồi vặn qua bên kia. Cố gắng đừng hạ xuống thấp quá, hãy để nó bằng chiều ngang của vai mình thôi. Vặn qua, kéo qua. Rồi mình quay về giữa, úp ngược trở lại và đạp chân bên phải của mình, chân trái mình co vào trong, chân bên phải của mình đạp vào. Đan tay chắc và nắm lấy cái chân, từ từ mình đá về phía trước. Mình sẽ thẳng gối, rồi co gối. Nếu bạn không thẳng gối được không sao hết ha, cứ đẩy đẩy dần ra và cảm giác cái phần gân kheo dưới chân này của mình bắt đầu căng dần dần ra. Đá về trước, ưỡn lưng, cúi xuống. Mình sẽ quay bên này, mọi người nhìn dễ hơn này. Đá về trước, cúi xuống, ưỡn lưng, đá về trước, khuỵu gối. Một nhịp nữa thôi, ưỡn lưng, đá về trước, rồi khuỵu gối. Nhịp cuối cùng, ưỡn lưng, đá căng về trước, sau đó bạn bẩy vai, ưỡn ngược lên. Cảm giác cái quỳ chỏ mình nhấn xuống để mình rướn được cái vai cao hơn. Rồi từ từ gỡ tay và mình hạ xuống sàn. Chân bên trái của mình đạp vào bên trong đùi. Mình sẽ rướn người ra về trước trong 5 nhịp nha. Hít vào, bạn vươn tay kéo cao lên, trườn về trước, cúi xuống, thở ra, chỉa ngón chân lên trời. Hít vào lên, thở ra, rướn về trước, vươn người. Nhịp thứ 3, hít vào lên, thở ra, đổ về phía trước. Nhịp thứ 4, hít vào, kéo và rướn cao, đổ về phía trước, giảm. Yeah. Và nhịp cuối cùng, hít vào, vươn và rướn lên, sau đó mình rạp hẳn xuống chân luôn. Nếu chưa nắm được bàn chân, hãy nắm cổ chân, trườn từ từ, đổ xuống một chút, đổ xuống một chút và để rạp người xuống chân. Thở ra, 2, 3, 4 và 5, chỉ thẳng hai tay về trước, mình lật lên lại, hít vào. Vươn lên, đưa hai tay ra sau lưng của mình, đan các ngón tay, mình ưỡn lồng ngực, khép cái bả vai của mình trước, rướn ra, rướn cằm lên. Sau đó mình gỡ tay, xoay cái mũi tay về mông, chống xuống sàn. Đạp cái mũi chân phải của mình về trước, mình bắt đầu nhấc mông lên, một nhịp rướn lên. Thở ra, hạ xuống, khi bạn rướn lên, bạn cố gắng đẩy cái đầu gối bên trái của mình xuống nha. Nhịp thứ hai, rướn lên, hạ xuống. Nhịp thứ 3, hít vào, hạ xuống. Nhịp thứ 4, hít vào, rướn lên, hạ xuống. Và nhịp cuối cùng, đạp chắc chân phải về trước, rướn cao lên, rồi mình hạ xuống. Và mình nâng người, khép hai chân về trước trở lại. Mình sẽ đổi bên, đan ngón tay của bạn vào, bẩy ngửa về trước, đánh qua trái, về giữa, đánh qua phải, về giữa, một vòng nữa, rồi quay về giữa trung tâm, cuộn tay vào trong, đan cái tay bám lấy cái chân trái của mình, đạp lên chân trái, cảm giác bàn chân trái đạp vào bàn tay ha, và bạn nắm chắc chặt tay, từ từ duỗi về phía trước, ưỡn ra, khuỵu lại, duỗi về trước, hít rướn, thở ra. Lặp lại, hít vào, rướn lên, thở ra, tiếp tục, rướn lên, thở ra. Và một nhịp cuối cùng, đạp thẳng về trước, ưỡn ngược, rướn lưng, vươn cằm lên luôn. Mình giữ đây một chút xíu nè. Sau đó bạn gỡ ra và hạ chân xuống sàn. Chân bên phải của mình đạp bàn chân vào bên trong đùi, giữ mông chắc, mình sẽ rạp người về trước, cố gắng nhón cái mũi chân trái lên để toàn bộ phần chân này của bạn được khởi động. Hít vào, rướn lên, thở ra, trườn về trước, thở hết ra, hít vào, thở ra, hai, hít vào lên, thở ra, ba, hít vào lên, thở ra, 4, hít vào, rướn lên, rồi thở ra, rướn ra,
và cố gắng nắm lấy chân dựa đầy luật, rạp người mình xuống, rạp trán, rạp đầu xuống chân luôn nếu được. Giữ lại. 5 4 3 2 và vươn tay của mình lên, một hít vào, kéo người rướn lên, sau đó mình đưa tay ra sau lưng của mình, các ngón tay đan vào, ngực ưỡn, cánh tay bẩy ra sau, vươn cằm lên. Mình đã mở được vai ra rồi, từ từ gỡ hai tay, chống bàn tay và xoay mũi tay về mông, đạp mũi chân bên trái mình về trước, bắt đầu nâng người lên, hít vào, thở ra. Nhịp tiếp theo, hai lên, thở ra. Nhịp thứ ba, hít vào, nâng lên, thở ra. Nhịp thứ tư, hít vào, thở ra. Nhịp cuối cùng, lên cao, rướn lên, rồi thở ra. Và mình đạp hai chân của mình về trước, lắc lư hai cái, gối chéo bàn chân, bạn chống tay và vào tư thế bốn điểm, hai đầu gối bạn mở về sau và hai bàn tay bạn bám chắc, lắc lư cái hông của mình nhẹ nhàng. Hãy tập một vài động tác cat cow là con bò và con mèo. Tay bám, mu bàn chân úp, hít vào, lật lên tư thế con bò, ọng lưng và ngực vươn cốt sống cổ lên, thở ra cuộn chậm rãi, hít vào lên. Thở ra. Hai nhịp nữa, hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi thở, mình cuộn tròn vào trong, nhón mũi chân. Từ đây mình đẩy vào tư thế chó úp mặt duỗi mình, nhấn về sau và dạn người rướn ra, bàn tay xòe và bám chắc, đạp gót chân xuống nếu được, duỗi hết người về phía sau, thở dài, nhấn lưng rướn về sau, bám hai bàn tay của bạn chắc, giữ chân chắc, vươn về trước trong tư thế tầm ván, hạ đầu gối chân phải, vươn tay phải và chân trái, hít vào, thở ra, hạ bàn tay, chống mũi chân, đợi về đào đót, dạn ra. Lặp lại, vươn tầm ván, hạ gối trái, vươn tay trái chân phải, hạ xuống, chống chân, đợi về sau, thở ra. Tức là mình hạ đầu gối nào thì vươn tay đó và đá cái chân ngược lại lên nha. Đợi về sau, vươn về trước tầm ván, hạ gối phải, vươn tay phải đá chân trái, hạ tay, hạ chân, đợi về. Vươn về tầm ván, hạ gối trái, vươn tay trái đá chân phải, xuống xuống, đẩy ra sau, tầm ván vươn về trước, gối phải, tay phải chân trái, hạ xuống xuống, đẩy về sau. Tiếp tục, đầu gối trái, tay trái chân phải, xuống xuống, đẩy về sau, bên phải gối phải, tay phải chân trái, xuống chống chân, đẩy người. Hai vòng nữa thôi. Về trước, hạ đầu gối, vươn tay, vươn chân, xuống, xuống, dạn ra phía sau. Một vòng cuối cùng, vươn về trước, hạ gối phải. Lần này úp mu bàn chân, vươn tay phải và chân bên trái ra. Rướn căng, hít dài, thở ra. Một nhịp nữa, hít, xoay tay phải của mình về phía sau, co chân sau và bắt lấy. Lần này bạn đá cho chân phía sau của mình cao lên, tạo độ ngỡ mở cho phần lưng trên. Uốn cong. 5 4 3 2 và 1, vươn thẳng ra, tay chân hạ xuống, chạm xuống sàn. Đổi bên, sau khi hạ gối trái, mình đá chân phải ra sau và vươn tay trái về trước, mình kéo người mình thẳng thành một đường rướn ra. Sau đó, xoay mặt về bên trái, đưa tay trái về sau, khuỷu đầu gối bên phải, bắt lấy và đá lên trời. Mở vai ra, xoắn về sau. 5 4 3 2 và 1, quay về trước, vươn thẳng tay chân của mình trở lại.
rồi hạ xuống, hạ đầu gối, lắc lư lưng, đùi và vai. Sau đó bạn hạ cùi chỏ của bạn thế vào vị trí của bàn tay, nhấn hông về sau, đang chặt cẳng tay, mình sẽ vào một vài động tác con cá heo. Nhón chân đẩy về sau, hít vào rướn về trước và nâng gối, rướn về trước, thở ra, đẩy về hạ gối ép người, hít vào về trước, thở ra, hạ gối lùi người, hít vào lên, thở ra, hít vào lên, thở ra, 3 hít, thở ra, 2 hít, thở, nhịp cuối cùng, hít và thở ra, lùi về vào hoàn toàn tư thế em bé, trán của mình mềm xuống, cầm tay và bả vai lỏng ra. Hít một hơi dài rồi thở ra. Một nhịp nữa, hít một hơi sâu. Và mình thở dài, chống hai tay, nâng người bạn lên luôn. Cơ thể bạn bắt đầu nóng lên rồi, hãy từ từ bước lên và đứng lên đầu thảm của mình. Từ vị trí đứng đầu thảm, bạn nhón mũi chân, gót chân một vài nhịp. Sau đó mình đứng hoàn toàn lên cái mũi chân của mình, giữ hai chân khép, hai tay mở và mình trụ chắc vào, rướn người lên, đứng trên mũi chân. Sau đó bạn khuỵu đầu gối, rớt cái mông mình sau về phía sau, đổ ngực về phía trước và mình vươn lên từ thế cái ghế, bạn đứng bằng mũi chân. Hít vào, mình rướn lên, thẳng gối, đạp bàn chân và rạp người xuống, thở ra. Hít vào, lưng song song với mặt đất, nhìn về trước, rạp xuống và bước chân bên phải của mình về phía cuối thảm. Từ từ ngẩng mặt nhìn về phía trước, nâng cái gót chân bên trái của mình lên và vươn hai tay lên trời, hít vào, cầm tay giang và rướn lên. Sau đó thở ra, cúi về phía trước, đạp bàn chân, hạ bàn tay, rút về tư thế chó úp mặt duỗi mình, duỗi hết về phía sau, dạng người ra, vươn về phía trước tư thế tấm ván. Bạn có thể chaturanga rạp xuống hoặc là hạ đầu gối, ngực cằm uốn lên, hít vào, rắn hổ mang vươn vai và lùi ngược về, chó úp mặt duỗi mình, rướn về sau, thở dài. Tiếp tục là chân phải, bạn đá cao lên, dạn về sau, bước chân phải lên giữa hai bàn tay, nhón chân phải và lật tay, hít vào, mở lồng ngực, vươn cánh tay và rướn lên, thở ra, bạn chạm hai tay xuống sàn, rút chân về sau, lần này vào chó úp mặt, rướn ra, vươn về trước trong tư thế tấm ván, chaturanga, up dog hoặc là cobra, rướn lên và nhìn về sau, down dog, chỗ úp mặt duỗi, duỗi người về sau, khuỵu nhẹ hai đầu gối, bám tay, bạn bước lên hoặc là nhảy lên, lên đầu thảm của mình, đổ xuống sàn, lưng song song với mặt đất, hít vào, lưng rạp xuống, khi mà bàn tay bạn chạm, nâng gót chân, khuỵu gối, mình vào tư thế cày ghế, đứng bằng mũi chân trở lại, hít vào, vươn hai tay gồng bụng rướn lên và thẳng lưng đạp chân, hai tay mình chắp về trước ngực, hít vào dài và thở ra. Mình lặp lại một lần nữa cho chân bên trái. Từ từ bạn đứng lên cái mũi chân của mình, cố gắng giữ được cái sự thăng bằng ở đây, sau đó bạn mới khuỵu gối, đưa mông về sau và đổ người chéo về trước, vươn hai tay lên, hít vào rướn, thở ra, rạp xuống, đạp bàn chân, chạm tay, hít vào, lưng song song với mặt đất, thở ra, chân bên trái của bạn rút về cùi thảm, chống chặt chân, nâng gót chân phải và lật ngực, vươn hai tay, hít vào, rướn cánh tay cao, kéo người bạn lên, chạm hai tay xuống sàn, rút về sau, tấm ván luôn, đổ xuống sàn, uốn lên, hít vào, lật ngực, up dog, ngẩng mặt nhìn lên, down dog, đẩy về và thở ra. Đá chân bên trái của bạn cao lên, chỉ chân, rạp ngực, bước về giữa hai bàn tay. Hít vào, nâng gót chân, vươn tay, hít, rướn người. Sau đó thở ra, chạm hai tay, rút về, plank pose, đổ xuống sàn,
ốp đó hoặc là cobra. Mình dạn về sau. Đào Đốc hãy rườn hết người, đẩy ngực về sau, khuỵu gối bám tay. Bạn bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm, đổ rạp ngực xuống sàn. Lưng song song nhìn về phía trước. Lưng rạp xuống. Quạt hai tay lên, hít vào. Vươn cả hai tay đứng chắc lên trên. Và chắp hai tay về trước ngực. Thở ra. Hít vào dài. Mình thở ra dài. Từ vị trí này, mình sẽ tập thăng bằng. Khuỵu đầu gối. Chân bên phải của mình sẽ làm phía trước này cho mọi người thấy ha. Nó sẽ là không phải tư thế cái cây, mà là một cái chân này của mình gác lên trên cái chân kia, đạp ngang cái bàn chân. Mình khuỵu gối, sau đó mình chắp hai tay mình về trước ngực. Rồi, mình sẽ thăng bằng bằng cái mông phía sau. Từ vị trí đứng thẳng, mọi người khuỵu gối, hai tay chắp, gác chân trái lên, vắt qua bên phải và giữ ở đây. Mở vai, mình tập trung vào phần mông á, phần mông mình chĩa về sau. Lồng ngực mở rộng, mình sẽ thăng bằng được. Hít thở. 3 2 1 chống bàn tay chạm xuống và mình thẳng đầu gối bên phải của mình ra luôn. Ra ngực thở dài. Nhìn xuống sàn, hít vào khuỵu gối. Ngẩng mặt, vươn tay nâng người lên. Thở ra một lần nữa chạm tay, thẳng gối đẩy người. Hít vào, khuỵu gối nhìn về trước, chống tay chắp tay nâng lên. Mình rút chân đẩy về sau, đạp về sau chống xuống, hạ gối phía sau, chân trước đạp chắc, lật hai tay lên trời. Hít vào, ưỡn ngực vươn tay và rướn lên. Lần này bạn xoay tay trái về phía sau nè, đưa cái người về sau một chút, chạm vào cái gót chân bên trái, khuỵu gối trước và ép tay phải theo mang tay. Mình rạng xoắn người nhìn về phía sau. Hít thở một nhịp ở đây, hít vào. Sau đó vươn về trước, chạm cả hai tay, chống xuống, nâng đầu gối, rút ra Down Dog, đẩy về sau, dạn người, vươn về trước, tư thế tầm ván, rạp xuống sàn, uốn ngực, hít vào nâng lên, dạn về phía sau, Down Dog và mình đẩy dài ra, khuỵu gối bám tay, bạn bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm trở lại, hít vào lưng song song. Thở ra. Sau đó mình quạt cả hai tay lên trời, vươn lên, chắp hai bàn tay trước ngực, mình đổi chân, khuỵu gối, gác chân phải qua chân trái, rớt cái hông mình xuống, giữ thăng bằng. 1, 2, chống bàn tay xuống, thẳng gối, thở ra. Hít vào, ngẩng mặt lên trước, khuỵu gối, đưa hai tay chắp nâng người. Thở ra, chống tay, thẳng gối, rạp ngực. Nhịp cuối cùng, khuỵu gối, nâng người, chắp tay. Sau đó chạm tay, thẳng gối ép người xuống. 1, 2, 3, nhìn lên, gỡ chân bên phải của mình, chống về cuối thảm, khuỵu gối trước, hạ đầu gối sau xuống, quạt hai tay lên trời, hít vào, vươn cánh tay, mở ngực rướn lên. Xoay về bên phải, đưa tay phải về phía sau cho tới khi nó nắm được gót chân phía sau. Khuỵu gối trước, ép tay trái theo mang tay, rườn ra. Một nhịp nữa hít vào, cuộn về trước, vươn tay, đổ người và chạm bàn tay. Rút về, chó úp mặt, đẩy ra phía sau, dạn người. Vươn về phía trước, tầm ván, rạp xuống sàn. Hít vào, lật ngực, mở vai rườn lên, lùi về phía sau. Thở và dạn ra. Lắc nhẹ hông và vai, mình sẽ vào tư thế tam giác. Chân phải của bạn đá cao lên, bước lên giữa hai tay, gót chân sau bạn hạ ngang 90 độ. Từ từ quạt hai tay vươn dang lên trời, hít vào. Đáp tay phải xuống từ từ, xuống cho tới khi ngón tay phải chạm xuống. Cánh tay trái mở lên, nhìn lên trời, hít. Thở ra dài. Một nhịp nữa vươn hai tay lên trời. Hít vào nhìn theo tay. Đổ xuống tam giác, thở ra. Cố gắng trụ chắc chân. Hít vào vươn lên. Nhìn theo tay. Đổ xuống tam giác, thở ra. Nhịp cuối cùng. Vươn lên nhìn theo tay. Sau đó dang ngang vào tư thế chiến binh hai. Lồng ngực bạn mở rộng ra. Xoay về phía trước. Quạt tay trái lên trời. Nhón mũi chân sau.
rướn người vào tư thế lưng này, rướn cao, chạm hai tay xuống sàn, rút chân phải của bạn ra đá lên trời, rút về sau, chĩa lên trời, vươn về trước, đổ xuống sàn, uốn ngực, hít vào nhìn lên và đẩy về, cho úp mặt mình thở dài ra, đổi qua chân bên trái, đá chân trái của bạn lên, bước lên giữa hai bàn tay, mình sẽ vào tư thế tam giác cho bên trái nha, gót chân bên phải nghiêng xuống, vươn hai tay lên, thở ra đáp tay trái xuống từ từ vào tam giác, hít vào vươn lên, thở ra xuống chắc vào chân, hít vào vươn lên, thở ra hạ xuống, một nhịp nữa nè, hít vào lên, sau đó hạ xuống tam giác. Mình sẽ vươn lên trong tư thế chiến binh hai, hít vào nâng khuỷu gối trước và dang ngang hai tay, từ từ mình xoay tay phải lên trời, lật mũi chân sau, nhấn hông xuống và rướn vai, thở ra chạm hai bàn tay xuống, rút về tư thế tấm ván, gồng bụng lại, đổ xuống sàn, lật lên, hít vào, ưỡn ngực vươn người lên và mình lùi về tư thế chó úp mặt, đẩy người mình về phía sau và thở dài ra, bạn lắc nhẹ hông mình về hai bên, lắc qua phải, lắc qua trái, lắc qua nhẹ nhàng, rườn ra, rườn ra, sau đó hạ hai đầu gối của bạn xuống sàn, lắc nhẹ hai vai, lắc qua, úp cả chân sau xuống luôn. Và mình sẽ lùi về tư thế em bé và ngậy một vài nhịp, lùi từ từ và lỏng từ từ, thở ra. Không biết mọi người có mồ hôi không, mình mồ hôi quá chừng. Nếu mà có mồ hôi, mọi người hãy lấy khăn lau bớt hết mồ hôi rồi mới thư giãn vào tư thế em bé nha. Thả lỏng trán xuống, mềm vai và cánh tay của mình ra. Hít thở nhẹ nhàng, hít vào sâu và mình thở ra sâu. Hai hơi thở nữa thôi, hít vào, rồi bạn thở dài ra. Một nhịp cuối cùng, hít vào, kéo hai tay chống bên cạnh gối, bạn nâng người, khép đầu gối lại và ngồi thẳng lưng mình lên, mở vai ra. Sau đó bạn mở mắt ra luôn, hai tay bạn chống lên hông, mình sẽ bước chân bên phải của mình về phía trước, đứng lên gối, chân phải bước về trước, nhấn xuống, rồi thẳng gối chân phải, chỉ mũi chân phải lên trời luôn, nhấn rạp xuống, nâng lên, chỉ mũi chân lên. Nhịp cuối cùng, nhấn ra về phía trước, sau đó vươn tay lên trời, hít vào, cánh tay rướn vươn lên, mình sẽ vừa rạp người vừa thẳng gối trước nha, cúi người xuống, đầu gối trước thẳng và rạp xuống, lần này chỉ mũi chân phải lên và rớt cái đầu mình xuống gối phía trước, thở ra, lặp lại, đạp chân, kéo người đưa về trước, lật lên, hít vào, uốn lưng mở về phía sau, thở ra, cúi xuống, chạm tay, nâng mũi chân, rạp người, hít vào lên, ưỡn ra sau, vươn ngực, thở ra, chìa mũi chân, rạp ngực. Nhịp cuối cùng, hít vào lên, mở ngực ra, rồi cúi xuống và rạp người, thở ra. Sau đó nâng người, nhìn về trước, mình rút chân phía trước của mình, đưa về phía sau, cố gắng lắc nhẹ, thư giãn hông. Mình nâng hai chồng hai tay lên hông và mình sẽ đổi bên, bạn bước chân trái của bạn lên phía trước. Lặp lại cho quen nè, nhìn người về trước. Nâng lên, chìa mũi chân, ra về trước. Nâng lên, chìa mũi chân. Nhịp cuối cùng, nhìn về trước. Sau đó nâng lên, chìa mũi chân. Lần này ra về trước, bạn qua tay, hít vào, vươn ngực rướn người, đổ xuống, thở ra. Hít vào lên,
đổ xuống, thở ra. Tiếp tục hít vào, mở ngực vươn người lên, thở ra. Nhịp cuối cùng hít vào, lên, rồi mình thở ra. Sau đó bạn ngẩng mặt, nhìn về trước, đạp chân rút cái chân phía trước của bạn, đưa về phía sau, lắc lư lại hông và vai, đứng vào vị trí 4 điểm. Lắc đùi, lắc hông nhẹ nhàng. Mình sẽ quay lại cái tư thế thăng bằng, mở vai như lúc ban đầu mình tập nha. Hai đầu gối mình mở ra, chân phải vươn về trước, tay phải vươn về trước, chân trái đá ra sau. Tay phải, chân trái nha mọi người. Sau đó quạt tay trái phải về sau, bắt lấy chân, đá cao lên. Lần này mình nhìn thẳng về phía trước. Hít, thở ra. 3, 2 và 1. Chạm tay, hạ đầu gối. Đổi bên kia, tay trái và chân phải của mình rướn ra. Vươn tay trái về sau, bắt lấy chân, mình đá cao lên. Sau đó xoay khuôn mặt về phía trước. 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng hạ tay và hạ gối. Lắc lư từ từ, chéo hai bàn chân. Mình lùi người về phía sau và ngồi lên cùi cái thảm của mình. Hai chân đá về trước. Lần này hai cái chân chặt và chỉ mũi chân lên. Nhớ là lúc đầu mình đạp và mình vươn một chân. Bây giờ mình sẽ vươn cả hai cái chân khép. Hít vào vươn lên, rướn người kéo giãn, trườn về trước, thở ra. Rạp xuống. Hít vào lên, thở ra ép xuống. Nhịp thứ 3, hít vào rướn lên, thở ra, ép xuống. Nhịp nữa, hít vào, rướn lên, rồi thở ra. Nếu được, bám lấy chân và ra cái trán của mình xuống luôn. 1, 2 và 3. Ngẩng mặt lên, đan hai tay, nắm lấy chân bên phải của mình. Đá chân phải về phía trước, nhìn vào một điểm trước mặt, mở vai ra. 2, 3, 4. Có thể lần này bạn thẳng được đầu gối ra rồi nè. Sau một lúc cái người mình nóng lên á thì nó sẽ dễ thẳng chân hơn. Rồi mình cúi xuống, ra về phía trước, kéo người, thở ra. Bắt lấy chân bên trái, hít vào, đá lên, ưỡn ngực mở vai ra. Nhìn về phía trước. 2, 3, 4 và rạp, thở dài. Cúi xuống, thở ra. Hít vào nâng lên, vươn cánh tay, đưa hai tay ra sau lưng của mình, chống và xoay cái mũi tay vào mông. Chìa hai bàn chân về phía trước, nâng mông lên, hít vào, hạ xuống, ưỡn ngực. Hít vào nâng lên, hạ xuống, ưỡn ngực ra. Nhịp thứ 3, hít, hạ xuống, mở lồng ngực ra. Nhịp thứ 4, hít vào, hạ xuống, mở ngực ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào lên, rồi hạ xuống. Chìa mũi chân lên, vươn hai tay lên trời, rướn lên. Sau đó mình chặt bàn chân của mình vào nhau, quàng hai tay về trước chân và rạp người mình xuống từ từ. Rướn về trước, thở ra. Rướn về trước, thở ra cho tới khi bạn có thể chạm vào cái trán của bạn xuống cái chân, hoặc là bạn giữ ở đây cho lưng mình kéo ra. Thở dài, rớt xuống một chút. Thở dài, rớt một chút. Thở ra. Thở ra. Sau đó bạn ngẩng mặt, nhìn lên và khép hai đầu gối của mình vào. Lắc đầu gối nhẹ nhàng. Đạp hai chân mình về trước, sau đó bạn nằm ngửa và ôm đầu gối vào lồng ngực của mình. Lắc qua lại, thư giãn cho thắt lưng. Sau đó bạn đạp hai bàn chân của mình vuông góc xuống sàn. Trong video này thì thường chỉ tập tư thế cái cầu thôi. Còn nếu mà bạn có thể, hãy vươn hẳn lên tư thế bánh xe nha bạn. Hai tay úp xuống dưới sàn và bạn ổn lưng lên.
Đan hai tay vào dưới lưng, bạn lách cho hai cái vai mình đi vào bên trong. Bàn chân bạn đạp chắc, dùng lực lên đùi và bạn ưỡn lên, hai tay đan bạn nhìn xuống sàn và giữ ở đây. Hít thở dài. Đừng để cái chân của bạn chọi ra, bạn hãy kéo từ từ cho nó vào bên trong và cảm giác là cái đầu gối bạn thẳng với cái mông của mình. Sau đó bạn gỡ hai tay ra, hạ từng đốt sống lưng, từng đốt chậm rãi, hạ xuống, ép cho được thắt lưng bạn chạm xuống sàn, khép hai đầu gối và bạn đá hai chân lên trời, mũi chân chỉ lên trời. Mình giữ đây một vài nhịp, từ cái mũi chân chỉ lên, bạn xoay ngược cái chân, cái ngón chân ngược về phía khuôn mặt của mình. Nếu bạn mỏi quá hãy khuỵu gối một chút, nếu không thì hãy giữ chắc ở đây. Cố gắng nhấn bụng mình xuống và ép cái thắt lưng mình xuống sàn. Rồi nhẹ nhàng chập hai chân và bạn mở rộng ra. Mở ra trong tư thế con bướm. Nhịp lên xuống hai cái đầu gối của mình. Sau đó bạn buông lỏng vai ra, rớt xuống sàn và bạn trượt hai chân bạn dài ra và nâng lên rồi thả lỏng xuống luôn. Và bạn vào tư thế thư giãn, thả lỏng cuối cùng. Hãy để cơ thể bạn mềm xuống. Hãy để từng hơi thở dài làm mềm lại các cơ bắp. Và hãy ngậy một vài phút trước khi mà mình kết thúc bài tập. Hít vào, rồi thở ra thật sâu. Mọi người cứ buông lỏng hết ra. Tới lúc nào mà cần ngồi dậy thì mình sẽ nhắc mọi người ngồi dậy thôi nha. Bạn nhẹ nhàng hít một hơi dài và thở dài ra. Sau đó bạn co đầu gối, khép đầu gối ép vào bụng, dùng tay bên phải vặn hai gối của bạn về bên phải, xoắn vai và khuôn mặt của mình qua trái, giữ đây. Và mình đổi bên, nâng hai đầu gối của bạn lên, dùng tay trái kéo hai đầu gối về bên trái và xoay vai, xoay khuôn mặt về bên phải của mình. Và mình quay về giữa. Lắc lư lưng, đổ về một bên và bạn chống tay, nâng người, ngồi hoàn toàn lên luôn. Ngồi lên giữa thảm của mình. Bạn mở vai và mở lồng ngực ra. Mình hãy hít vào một nhịp dài cùng nhau. Rồi thở dài ra và mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương trong cái bài tập Vinyasa Yoga vừa rồi. Và có một số bạn thì nhắn tin, mấy bạn hỏi mình là để tập bài của mình thì các bạn có cần phải khởi động làm nóng cơ thể trước khi tập hay không? Mình xin trả lời là bạn không cần nha. Bạn chỉ cần trải thảm và tập như là cái cách mà mình tập bình thường là được rồi. Đối với
bài tập của mình, nếu mà bạn để ý, bạn sẽ thấy là cái bài nó đi lên như vậy rồi đi xuống để thư giãn như vậy. Nên các động tác mình xây dựng theo hướng là khởi động làm nóng cơ thể rồi mới đi lên với vỡ ra những động tác khó hơn. Cho nên cứ ngồi và tập thôi nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. À đừng quên bấm nút đăng ký cho kênh YouTube của mình nha. Tạm biệt mọi người.